người coi đạt hay chạy cơ đó. Chạy cơ nó có cơ ma, nhưng mà cơ trời cũng có. Cơ trời ma không có vô được. Tự vì được cha ấn định, giống như cái email của cha, ai dám hát vô đâu. Không phải ai muốn hát vô là hát được. Nhưng mà đó cũng là một cái communication, một cái công cụ để mà liên lạc giữa người hữu hình và thế giới vô hình. Thế giới vô hình nó có ma quỷ, và nó có tiên Phật Thánh, và có ông trời, có Phật nữa. Cả Phật A Di Đà về cũng nói chuyện với thụ bằng cơ mà. Thì từ ngày thời đó, những bác đầu tiên trong tù chạy cơ đã qua tổng cộng tới đời nay là 4 đời, đã già chết. Tới thời hôm nay mới còn biết ai đó, cũng nói tên. Tất cả từ đó cho tới năm 2024 này, năm 78 tới 24, sư phụ lúc thời cũng chưa có biết mình là thiên tử. Nhưng mà cách liên lạc, nó có nhiều cái liên lạc. Cơ là chính, nó cũng giống như một cái văn kiện, một cái doc của mình, một cái bộ luật. Còn ngồi thiền hay là điển, mấy cái đó chỉ là cái năng khiếu của sư phụ. Cái đó là chỉ là phụ thuộc cho vui thôi, cho chơi vui thôi. Giống như lâu sư phụ nói chuyện với thần đâu có cần mới giết gì đâu. Lâu mà nói chuyện xích long hay coi cốt mấy con này, đứa nào chồng vợ tiền bạc con cái đồ bệnh hoạn nữa, chỉ là cho vui thôi. Nó không có giúp sư phụ là vua được, về nước được. Nhưng mà cái cơ mới là chính. Thì qua 4 đời tới đời hôm nay, tất cả mấy vị nói, cha nói luôn, từ xưa tới nay tất cả đều là một mô hình nhỏ, là tập sự, là một cái thao trường, là một cái khung, một cái khung hình, chưa có bức hình. Ngày có bắt đầu về nước sẽ là một cuộc hành trình mới, một sự việc mới. Thì cha sẽ chọn một người mới để tiếp tục đưa phò con về nước. Thì con biết rồi đấy, thù chứ nó mém mém thôi, không có nói rõ. Ngày xưa đó, mười mấy năm nay, lúc mà sư phụ còn bạn với Mai Sói, Mai Sói xin thầy phụ về, cha không cho. Mai Sói xin chạy cơ, cha cũng không cho. Cho nên gần cả 100 lần chạy cơ, Mai Sói chưa bao giờ được tham dự. Tại vì cho anh biết, cái thời nay đến thời sư phụ, sư phụ open ra. Tại vì ai cũng biết trên thế giới rồi. Thì những hàng đệ tử nhất tự, nhất sư á, là những đứa đầu tiên mười mấy đứa đó, hôm nay sư phụ cho theo nhiều. Là nó biết. Vì ngồi ở đó có cảm nhận đó. Thiên nhãn mà tới hả, mấy con khóc hù luôn á. Tại cái lực của em mạnh lắm. Tại sao hôm nay hụ lại ô bệnh? Là vì mấy con cần phải biết rõ hết tất cả mọi sự thật về cuộc đời của Chúa Giêsu tái lâm. Không có ai mà lập đạo mà không có sự câu thông hay liên lạc với bề trên mà lập được đạo. Không có ai mà survive, gọi là tồn tại ở cái địa cầu này á, mà không bị người tụi nó làm thịt á, mà không có bờ trên che chở. Nên nhớ lúc nào á, mấy chị dì cũng bảo vệ mấy con từ chút từ chút, bảo vệ sư phụ rồi giữ luôn, còn hơn là một cái dàn security Navy SEAL của ông Trump hay của Biden nữa đó. Ghê lắm á, thôi là mình dễ gì sống. Tới ngày hôm nay một cuộc hành trình mới, mấy chị nói là mới bắt đầu, là của một cái mô hình lớn, là làm việc thiệt, việc thật, việc chính, chứ không còn làm việc phụ hay là mô hình nhỏ. Tất cả những chuyện xảy ra trong đời cho hộ quản mười mấy lần những người phản bội, là vì sao có những cuộc phản bội phủ phàng, vì sao những đứa đệ tử cho hộ thương đưa từ chốt, lo từ chốt, Tết cũng lo, rồi đứa nào bệnh cho hộ cũng lo, cái gì cũng lo hết, mà tại sao khi nó trở mặt, nó là trở mặt một cách vô tình vô nghĩa và không còn một chút tình người. Nó chỉ nhìn thấy một cái sự việc nhỏ thôi, còn cả 999 chấm năm sự việc lớn thôi đã từng làm cho tụi nó có nhìn không? Nó không phải là nó bị thiên ma take over cái thân khẩu ý nó rồi. Thì sau này những đứa này á, sau 6 tháng khi nó bị nó hết cái đó, mấy con cũng phải mở rộng vòng tay. Cuộc hành trình mới đi Việt Nam mới là một sự việc chính. Sự việc chính thức có nghĩa là nó phải trùng hợp
với mặt đời, chứ không lẽ ngồi ở đây mình đúc mấy cái nhang cái là ở ngoài thành sự thật không có. Năm năm nay thụ nói gì chúng đó đúng không? Hôm nay đất nước và thế giới như thế nào? Thụ nó nghe điêu tàn mà, bữa nay nghe bị người ta vô tới trong lãnh thổ luôn, Trung Cộng nữa. Cho nên nó là thiệt không á. Chẳng qua là ở ngoài kia 8 tỷ người không? Mình cho là 7 tỷ 999 triệu 9999 đều là sống ảo, đa số. Chỉ có mình sư phụ mới là sống thật. Mà họ cứ nói là thiên tướng kiệt này là ảo, thiên tướng kiệt không bao giờ ảo. Nếu ảo tôi nằm bãi biển tôi lấy cả tỷ đô tôi đi chơi, tôi cưới chục con bồ nhí không chả ai dám làm tôi. Chứ bây giờ mới có một vợ một chồng để có mụi mụi đi kế bên để mà phò tá về chuyện đại khái cầm cái đi cũng chẳng có liên quan gì tới ai. Cứ nhìn những cái gì mà bản thân mình có lợi trước đi, lên núi thì có cha có mẹ có phúng kinh là tâm hồn mình phơi phới rồi. Rồi có gió mát, rồi có cảnh đẹp nữa. Đâu có ai bắt mình phải làm chuyện gì khó khăn trên núi đâu. Chỉ là tâm thành đó mà. Phật chỉ cần tâm thành. Phật đâu có cần cục kẹo, miếng bánh hay là trái táo gì đâu. Mà mắc mớ gì mà phải khẩu nghiệp. Tất cả các con có quyền, có quyền chọn đạo nào mình thích. Ở chưa bao giờ thiên tướng kiệt này bắt buộc một đứa đệ tử nào làm cái gì theo ý sư phụ, trừ khi làm sai phụ chỉ chỉnh lại thôi. Cũng chưa bao giờ đuổi một người nào mà cái tâm thành mà xuống núi, trừ khi những người đó hại những người khác. Mà ông Sơn Thần ông nói cái thằng đó đó, nó đang mang ngải, đang ngậm ngải đen trong túi á, nó sẽ làm cho cả đám nhức đầu á. Hãy tử nên đuổi nó xuống, nó mặc cái áo đỏ đỏ nó ngồi góc đó đó. Tại ông nói sư phụ nghe được, tại mấy con không nghe được thì vô đuổi. Nhưng mà khi sư phụ đuổi, hay là một cái bà già Việt Nam mới qua đem một đống bùa trong túi. Tại Cộng sản nó đâu có đội nón cối hay là lon đại tá hay là mặc áo vàng mà lên núi mình biết nó là Cộng sản đâu. Nó phải cho bà già hay là con gái rồi giả dạng con biết không, để mà làm cho cả đống mấy con bị. Thì sư phụ nghe được ông Sơn Thần báo ở người đó là mặc đó vậy vậy, nên tách họ ra something là giống vậy. Thì sư phụ đuổi. Thì ngược lại một đống người xung quanh nó cứ nghĩ là sư phụ là hung dữ, tại sao phải giữ người đó. Trời ơi, nếu mà hiền hết á, cả đám nai tơ này chắc chết từ lâu rồi, không có đứa nào mà còn đứng đây nổi đâu. Nhưng mà khi mà mình làm cái đó như vậy mà lên trên mạng pháp lịch kiểu này, con thấy tức cười. Mỗi một cái gì giống như cái câu chuyện là bữa sư phụ chỉ nói, lúc mà thiên nhãn vô miệng sư phụ nói ta các ngươi chỉ lo chuyện nhân sự vân 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 vân, nếu không sau này sẽ không được phò minh vương về nước. Rất là thiên nhãn là người trời mà, hay là Phật đó, hay là một vị Phật Phật vương á, hay đâu có hỗn hào đâu. Vậy á, mấy ổng chắc có thể là điếc, một là điếc, hai là nghe lộn, ba là bị ma quỷ nhập vô cái miệng, đi ra nói chuyện không có không à. Bữa đó có một mình rồi cả đống người nghe, sư mẫu ở nhà bác cũng nghe. Bữa em đâu có nghe anh nói mấy câu này đâu, rồi sao bố với bác Trung ra la sùm nói mấy câu này vậy. Mấy ổng chắc bị ma nhập rồi đó, bà còn nói như vậy nữa. Thì con nghĩ sao đây với đó, bữa đó cũng có cả đống người ngồi đó, có mấy đứa con ngồi ngoài xa xa cũng còn nghe được á. Sau này bữa rồi mới hỏi, ủa sao kỵ ta à? Không lẽ ma nó muốn cho cái miệng người ta muốn nói chữ nào nói, còn cái chữ thiệt nó không có thèm ra nói, không có nói sự thật mà lại nói toàn là mấy chuyện tự mình đặt, có nghĩa là tự biên tự diễn tự đóng kịch tự la tự hét rồi tự lên mắt. Cho nên thiên nhãn không có nói cái đó. Khi thiên nhãn vô miệng cho hụ thiên nhãn chỉ warning thôi, đừng có gọi là phạm thượng thôi. Đó là những vị Phật thánh người ta làm vậy thôi, chứ Phật thánh đâu có chư gì tam tộc mấy cái đó tào lao thời đại văn minh mà đâu có vụ đó, phải không? Cho nên để sau này bữa sư phụ ngồi hỏi lại mấy vị, nói sau này tự họ sẽ cấu xé lẫn nhau vì chúng sanh đó thích khẩu nghiệp,
tâm á, chập chờn, không tự đốt đuốc đi. Cái tâm á, thì lu mờ, đuốc á, thì không có lửa, tức là cạn dầu. Nghe một con nhỏ mà bị trúng âm binh của anh Bắc, gọi con nhỏ bên kia: "Hey mày, bữa nay tao nghe tụi nó trên núi là bắt đầu sung lên, cũng chả biết là cái câu chuyện có thiệt có giả ngày đó nữa. Con có thấy khẩu nghiệp không?" À, tức là nghe qua nghe lại không, cuối cùng một đống nghe qua nghe về không, còn sự thật rõ ràng như thế nào chả đứa nào mà chịu tìm hiểu, uổng công phụ dạy mấy năm trời. Cho nên những đứa mà còn ở lại, bữa hổm Thiên Nhãn có nói, tất cả những đệ tử còn ở lại với xác phàm của ta sau này sẽ được về trời làm bạn bè vui vẻ ở cõi thiên đàng với ta. Đó là Thiên Nhãn bữa nói đúng không? Ngài xuống ngài hứa luôn á. Còn á, bữa sư phụ hỏi mấy vị lớn luôn á, chứ không phải là hỏi mấy vị hộ pháp. Những đứa mà nó hỗn hào rồi làm thơ rồi chửi này chửi kia thì sao? Hiện bây giờ họ đã mất phương hướng, họ mất tất cả, và sau này họ sẽ mất luôn cái linh hồn mãi mãi. Rất là ghê. Cho nên sư phụ mới nói đó, mất cha mất mẹ buồn 3 tháng, mất cái nhà hay là mất tiệm neo buồn 2 tầng, đứa con ăn chơi hút sách thì cũng buồn, nhưng mà mất thiên tướng kiệt này, mất đạo thiên tâm, mất cái dấu thiên tâm là mất cả cuộc đời, mất tất cả, mất luôn linh hồn luôn. Tin không tin trời xem, ta là thiên tử, ta không có nói thêm đâu. Thiên tử không cần gì, bất cứ một cục kẹo của chúng sanh cũng không cần, chỉ cần các tất cả mọi người tu hành tinh tấn và tôn thờ Thượng Đế về với cha thôi thì là thiên tử vui rồi. Hôm nay ngày lễ rất là trọng đại, một cuộc hành trình mới để Minh Vương sắp sửa có những lãnh nhiệm vụ mới, và những người có sứ mệnh cùng với thiên tử lãnh nhiệm vụ mới. Cho nên mấy hàng đệ tử hôm nay mặc áo dài ha, đẹp ha, màu xanh. Tại sao có màu xanh? Là vì có lần trước ngày 25 tháng 7 phải không, đi qua Houston thì hỏi hiền thê của Thiên Nhãn, tức là công chúa Quyền Châu á, sắc phàm tức là Hạnh Thảo á, Thiên Hạnh Thảo, còn ở cõi vô hình á là Nguyên Thần, là công chúa Quyền Châu. Sư phụ bây giờ nói chuyện với hiền thê của sư phụ thôi, không có nói sắc phàm. Tại sắc phàm có thể nói láo á, tại cái nhã đó, tại người Huế á, người ta mắc cỡ lắm, nhất là người Bắc nữa mắc cỡ lắm, có chuyện gì không bao giờ nói thiệt. Cho nên giờ sư phụ nói gì á, sư phụ nói chuyện với hiền thê là nói cái gốc hiền thê thích màu gì. Cái lúc đó Quyền Châu về nói thiếp thích màu xanh nước biển, ở dưới biển màu xanh đẹp bao la, biển cả. Lúc đó sư quốc cho bữa nó mấy bộ ta, 3 bộ áo dài màu xanh. Cái sư phụ đi về nhà cho hỏi sư mẫu, tức là sư mẫu á, em thích màu gì? Em thích màu hồng. Có lộn không, suy nghĩ lại đi, em thích màu hồng không? Phải trước mặt sư đì của em chi bót của em màu hồng là em thích màu hồng á, ở nó hợp vậy thôi à. Nghĩa là gì? Nghĩa là mấy con phải hiểu một cái, tức là mình không có chịu ngồi thiền, không có chịu tu tập để lắng nghe cái linh hồn mình nó muốn cái gì. Thấy ghê không? Đừng có tưởng là công chúa mà xuống trần nữa lơ mơ cũng bị đọa địa ngục, làm sai cũng bị phạt còn nặng hơn người thường gấp 10 lần còn tin không. Đó là lý do sư mẫu không có chịu ngồi tịnh tâm để hỏi là cái nguyên thần của mình, tại vì nguyên thần nó chỉ chịu trách nhiệm một phần, 95% là cái xác phàm chịu trách nhiệm á, mấy con nên nhớ. Chứ đừng có tưởng là lúc nào cái hồn của mấy con cũng chịu. Thí dụ như Vonica này, nó mà làm sai á, bảo đảm 3 năm sau bị bệnh mệt lắm. Tại vì cái hồn của nó không có muốn lãnh cái còng số 8 ở dưới địa Diêm Vương, thì phải bắt cái xác phàm phải trả nghiệp. Hôm nay cái xác phàm không nghe lời cái hồn nói chuyện, cái xác phàm phải bị bệnh, là ăn miếng trả miếng vậy đó. Thì cái hồn của sư mẫu cũng giống vậy thôi. Cho nên cái nguyên thần lúc nào cũng hiền diệu, thì cái nguyên thần nó chỉ hiện lên cái xác phàm với cái tư cách
lời nói dịu dàng của công chúa. Thì bà cũng y chang vậy đó. Bà chỉ là cái version khoảng 70% của cái nguyên thần Quyền Châu thôi. Còn 30% là cái xác phàm. Xác phàm nó còn theo đời, theo tiền, theo cha mẹ của Trần á, tạo ra, rồi cái gia đình Trần dạy như kiểu nào, dạy mặt mũi hay là dạy sự thật. Cái ông già mà hung dữ như bữa hổm á thì con nghĩ dạy được cái gì, phải không? Đại khái đi là ông đọc kinh rào rào á, hộ từ luôn á, sau này á đừng cho lên núi nữa, lên núi làm hoài á. Rồi ấy, mà bữa hổm chuyện xảy ra là cũng là do sau này Quyền Châu lên làm hoàng hậu á, để mà không ảnh hưởng đến ngay gì. Đó là cơ trời điên vậy. Và đồng thời cái núi Thiên Long Sơn, ông bố già không có lên đây là tác quay tác quái với mấy đứa con nữa. Các con đều là chủ của núi, không có người thân làm chủ. Sư phụ cũng giống như ngày trận đạo vậy, không có tính việc nhà, tính việc nước thôi. Núi này cũng là nước, lấy sự công bằng của mỗi người, chứ không có lấy gia đình lên đây. Đó là câu chuyện áo dài xanh là Quyền Châu. Tới lâu cái Quỳ Hù mới hỏi công chúa Thượng Bình: ơ muội thích màu gì? Ồ trên trời mây trắng là muội bay rồi, tiên quá. Muội thích màu trắng. Trời ơi, bữa mình ra Grand Ceremony mua mấy bộ ta? 2 bộ màu trắng cho Thượng Bình. Còn đừng có quay muội muội nghe không? Cho nên mình thấy á, cái linh hồn á thích màu gì mới là đúng. Còn mình chạy theo bạn bè hay mình chạy theo cái nhóm đó hay là cái tổ chức đó mà màu màu á là mình sai. Lâu lâu mình phải ngồi thiền, ngồi tĩnh tâm ở trên cái bệ đó để mình lắng nghe. Khi mình ở lại con số 0 á, mình mới biết rõ mình làm gì đúng hay làm gì sai. Đa số á, những đứa mà bị chúng âm binh của anh Bắc á, tụi nó không cái tâm của nó cáo cầu lắm, cào cấu, và lúc nào cũng sân si, lúc nào cũng thích giống như nó thiếu cái gì thì cũng phải đi gọi đầu này, đi chọt đầu kia, đi nói xấu. Đó là thứ nhất là phạm giới giọng ngữ, thứ hai phạm giới sân. Cứ nghe không có giới nào mà tụi nó giữ hết. Ngược lại sư phụ vẫn giữ 12 giới, trừ có con cái là bề ngoài. Thì sư phụ bị hiểu lầm hay hiểu thiệt gì sư phụ không có cần biết cái chuyện đó. Nhưng mà sư phụ là lập đạo, sư phụ là Chúa Giêsu tái lâm. Hồi bữa nói chuyện với ông Thánh Peter cách đây 3-4 ngày, ổng nói ổng cũng thừa nhận sư phụ là Chúa Giêsu tái lâm, tức là ông trong 12 tín đồ của Công giáo đó. Cái ông mà cầm cuốn sách à, sư phụ nói chuyện với ông Bủ Diệp, tức là Francisco, ổng nói tòa thánh Vatican cũng biết là ngài là Chúa Giêsu tái lâm, nhưng mà họ chưa có chuẩn bị để mà thừa nhận. Ở bển cũng có những gọi là thánh linh á, có những người giống như sư phụ vậy đó, hiểu được thần thông á. Thì bên Công giáo họ đã biết, ông Thánh Peter ông nói, rồi sư phụ nói chuyện với ông Chọt và Sinh Tánh ông cũng nói. Rồi ngày hôm qua sư phụ nói chuyện với ông ngoại của Kim My là con của sư phụ á, ổng là đạo Công giáo gặt á, ổng đi về tầng trời thứ 5. Sư phụ kêu ông xuống nói chuyện với đứa cháu ngoại, tại nó hay nhớ ông ngoại đó. Cái sư phụ mới kêu bà có biết con là Chúa Giêsu tái lâm không? Biết, nhưng mà chuyện cũ ở trên trời không có cho nhắc tới. Tức là ông Bủ Tể á, tức là ba ông ngoại của ông Kim My. Thế nên sau này nhân loại sẽ biết, nhưng mà khi mà sư phụ Việt Nam từ từ họ sẽ biết. Có nghĩ Chúa Giêsu tái lâm hay là chuyển lên Thánh Dương, hay là Thiên Tử, hay là Minh Dương trong sấm cơ của Đức Thầy, hay là Di Lạc của Thư Bối Đồ Lưu Bá Ôn, có thể làm sai không vậy? Không bao giờ dám làm sai. Làm sai là gì? Là mệt đó con. Uổng một kiếp người đầu thai, chứ không có làm sai. Ngày 5 năm trước 2018, khi mà ông Chúa Thượng Bình lặn hụp mấy chục năm đi tìm chân lý, tìm lên núi Thiên Long Sơn này, ngày đó đó thì cũng giống như ngày bingo có hơi vậy, tìm được cái mỏ phải không? Để lặn hụp tìm được cái nơi mình cần tìm. Si đi tìm hết tất cả các chuỗi sao, rồi tại trong mơ á, mấy vị Phật á hiện về kêu đi kiếm. Tại si đạo Công giáo, đạo Tin Lành đó. Đạo Tin Lành làm gì có Phật, nhưng mà trong mơ cứ nhìn thấy Phật tối ngày, Phật kêu đi lại chỗ nào mà có tượng Phật á đi tìm.
Thì khi đi hết chùa này tới chùa kia, cũng may là mấy chùa Việt Cộng thì về thứ năm sát từ ngày đó tới hôm nay là 24 là bao nhiêu năm không biết, mà duyên cũng chưa tới, cũng phải qua nhiều cái thử thách. Đến thử thách cuối cùng á là bị sư phụ đuổi xuống núi mấy tháng, nhớ không? À, cũng nhẫn nhục rồi bị mấy đứa đệ tử hiếp xối chán, cũng phải nhịn. Một người cái chân mệnh không phải dễ làm đâu, phải trải qua biết bao nhiêu muôn vàn khó khăn. Mấy con ở đây chứng kiến từ đầu mùa tới cuối mùa nhiều sỉ nhục. Rồi mẹ mới nói Thận Bình đến núi Thiên Long Sơn là do ta dẫn đến, còn cha là Thượng Đế tuyên bố ba đứa con phải sánh vai với nhau để mà lo cho bá tánh chúng sanh ở đời này. Ba đứa con là người mang thân phàm nhưng không phải là người phàm, khác hơn người phàm, thì mình phải có cái tâm thương chúng sanh, thì tất cả những dị hiềm đố kỵ là chuyện nhỏ, không còn là vấn đề lớn. Cha đã nói vậy, cha đã nói trước mặt sư mẫu, trước mặt của Thượng Bình luôn, với sư phụ nữa, để mà cuộc hành trình kế tiếp rất là gian nan, phải đoàn kết và không có để cho thiên ma, tức là thiên ma nó có xác phàm cũng là thiên ma nha, nó vô nó đầu thai người này kia để mà phá 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 đường tương lai rộng mở. Sư phụ hôm nay 50 mấy tuổi, 58, nhưng mà đó là một cái nhiệm vụ mới, rất là mới. Bao nhiêu lâu nay, bao nhiêu chuyện xảy ra 14 năm nay ở núi Thiên Long Sơn, ở chùa nữa, khủng khiếp luôn. Thì cả cuộc đời, tất cả mấy vị nói, tất cả đều là một mô hình nhỏ, tất cả những nội bộ, những người thân phản giống như hồi từng rồi cũng đều là một mô hình nhỏ. Sau này cái ngai vàng của con sẽ vững chắc hơn, và đừng có bao giờ tin ai, dầu cho người đó sẽ theo phò con 50 năm và người đó là người thân của con, ở trên nói vậy luôn á, để sau này con khi con làm vua con không có tin bất cứ người nào hết, chỉ là chí công vô tư, ghê luôn á. Và hiền thê của con, tức là công chúa Quyền Châu á, sau này cũng không có còn cái gì gọi là ái nái, vì họ đã quá đại phạm thượng, dùng cái chữ đại phạm thượng, thì sau này họ không có cái gì gọi là làm ảnh hưởng đến uy tín của thiên triều nữa. Còn thấy hay không hả? Họ đã không có qua được cái bài học thử thách cuối cùng, đó là bài học thử thách chết cha 1 giờ thôi vô cúng, xin tạm biệt. Hẹn nói kỳ sao, chỗ sao dạ chuyện dễ sợ. Ok, để chờ sư mẫu tới. Nó con đốt đèn cầy lên đi. Ok. Mở cái này ra nè, cái này phải mở ra. Vừa buổi tiệc, buổi lễ, con chúa được tình, kiếm vợ ra lâu mổ. Xích qua cho sư mẫu đậu xe đó, bà chạy tới giờ.